sản phẩm đồng hồ cây trúc lần đầu tiên được lên hình trên kênh của Đồ Gỗ Tuấn Thành. Sau đây mời anh chị và các bác cùng theo dõi để có thể tìm hiểu về mẫu sản phẩm mới, hoàn toàn mới của Đồ Gỗ Tuấn Thành chúng tôi trong năm 2023 này các bác nhé. Đồ Gỗ Tuấn Thành xin chào tất cả anh chị và các bác. Rất là vui hôm nay Thành đứng đây giới thiệu với anh chị và các bác một cái mẫu sản phẩm mới của Đồ Gỗ Tuấn Thành chúng tôi. Và ở trong video trước thì chúng tôi đã có một cái video đi xuống thăm kho, thăm xưởng của Đồ Gỗ Tuấn Thành. Và đây là một cái mẫu mà ở video trước chúng tôi đang ở dạng mộc. Và hiện tại hai sản phẩm này đã được hoàn thiện để mang lên cửa hàng của Đồ Gỗ Tuấn Thành chúng tôi các bác nhé. Và ngay sau đây là Thành cùng anh chị và các bác cùng nhau tìm hiểu về một cái mẫu sản phẩm hoàn toàn mới của Đồ Gỗ Tuấn Thành trong năm 2023 này, và xem là cái mức giá của mình, của các bác anh chị có thể sở hữu được cái sản phẩm này là bao nhiêu nhé, để anh chị và các bác có thể tham khảo cũng như là tìm hiểu về một chút những cái sản phẩm mới xem là có phù hợp với gia đình nhà mình không. Và ngay bây giờ Thành cùng anh chị và các bác cùng tìm hiểu về sản phẩm đồng hồ cây trúc này. Đầu tiên về chiều cao, hai sản phẩm này nó có cùng kích thước cũng như là mẫu mã các bác nhé, hoàn toàn đều được làm từ chất liệu gỗ hương đá Nam Phi này. Và hai sản phẩm này, sản phẩm bên này thì được để cái màu trần của chất liệu gỗ hương đá Nam Phi đấy, màu nó sáng hơn. Còn bên này là làm theo một cái tông màu nó tối cổ đấy, cảm giác nó rất là giống những cái sản phẩm châu Âu ngày xưa đấy ạ, cái màu nó hơi nâu một chút đấy. Và hai sản phẩm đều có kích thước chiều cao là 2m25, chiều rộng bệ là 65 và chiều sâu là 35 đấy, toàn đuôi toàn số 5 rồi các bác ạ. Vâng, và toàn bộ hai cái sản phẩm này có thiết kế giống hệt nhau đấy, các bác có thể nhìn thấy một qua một lượt này giống hệt nhau và chỉ khác về màu sắc thôi. Màu sắc thì sản phẩm này có cái tông màu hơi trầm hơn một chút, hơi cổ hơn một chút. Và bên này chúng ta sẽ đến cái sản phẩm này đầu tiên. Nhìn tổng quan các bác anh chị có thể nhìn thấy là ở trên cùng là một cái chương hoa lá các bác nhá, hoa lá ở trên này làm được làm đối xứng hai bên đấy, rất là cân, đi những cái đường cong từ bên ngoài và tụ lại một điểm ở giữa đấy, rất là đẹp. Và những cái đường nét nó rất là đơn giản thôi, mặc dù nó là những cái chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà tổng thể cái sản phẩm khi mà có những cái chi tiết như thế này nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn cho cái sản phẩm như các bác nhá. Và ở bên dưới này, cả hai sản phẩm này đều được ốp gỗ các bác nhá, được ốp gỗ và để trơn đấy. Các bác anh chị có thể thấy là những cái đường vân của chất liệu gỗ hương đá này đã được xử lý rồi, nên là nó nổi vân ra rất là đẹp. Kể cả cái sản phẩm này nó có màu nó hơi trầm hơn một chút, nhưng khi các bác lại gần vẫn thấy những cái đường vân của nó các bác nhá. Đây ạ, sẽ có cái hình ảnh cho các bác xem gần những cái phần trên này, những cái đường vân của chất liệu gỗ hương đá. Cái sản phẩm này nó được thiết kế với rất là nhiều đường cong, theo Thành thấy thì nó được có rất là nhiều đường cong này các bác này. Đấy ạ, ở trên phần trên cùng đấy, những chi tiết hoa lá ở trên cũng có những đường cong rồi này, hai bên là hai cái quả polo đấy, và đây cũng là những đường cong này. Và tiếp theo xuống phần ván này cũng là đường cong, tiếp theo nữa xuống phần vòng này, sản phẩm này phần vòng của phần trên này cũng là đường cong đấy. Các bác anh chị cũng có thể thấy nó rất là nuột nà đúng không ạ, cả hai sản phẩm. Và ở bên phần dưới cánh, cả hai sản phẩm đều được làm cánh khung hình vuông, hình chữ nhật các bác nhá. Thì bởi vì là để nó có thể phù hợp với tổng thể của cái sản phẩm này, nó cái chiều dáng rất là thon gọn, nên làm cái mặt hình chữ nhật này để nó phù hợp với kiểu dáng của đồng hồ, cũng như là phù hợp với kiểu mặt ở bên trong này. Các phần cánh này được những người thợ chúng tôi ghép từ những cái phần gỗ lại với nhau, nhưng những cái đường vân nó rất là ăn đớp với nhau và rất là kỹ càng đấy, rất là tỉ mỉ, những đường ghép nó rất là nhỏ thôi. Và ở bốn cái góc của cái cánh này đều được phụ thêm những cái chi tiết hoa lá đây các bác nhá, bốn cái bông hoa ở bốn bên đây đấy, cả ở bên cánh trên này, cả hai sản phẩm đều có những bông hoa phụ họa vào, nó tạo thêm cái nổi bật cho cái khung cánh này, nó không bị đơn điệu quá, nó không bị đơn giản quá các bác nhá. Và xuống phần dưới này là cái phần ở giữa của cái sản phẩm này đây ạ. Cái sản phẩm này được tách thành hai phần các bác nhá, đây Thành có thể nhắc lên cho bác đấy ạ, Thành có thể nhắc lên đấy, cái sản phẩm này được tách thành hai phần. Nhưng mà khi đến lắp đến gia đình nhà anh chị các bác, chúng tôi sẽ cố định nó lại để đảm bảo nó không bị xô đổ trong cái quá trình sử dụng, nên là các bác anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề an toàn. Và còn hiện tại thì chúng tôi mới dựng lên nên sẽ để như thế này các bác nhá. Những đường cong được xoay trơn rất là kỹ càng, rất là đẹp, rất là mượt mà luôn, từ đằng trước ra đằng sau đều là những cái đường cong. Và đặc biệt cái sản phẩm này các bác anh chị có thể thấy nó được phụ họa thêm rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ nhỏ đấy ạ. Ví dụ như đây, những cái góc này thường thường sẽ được phụ họa thêm đây những cái bông hoa này, những cái chiếc lá đây. Anh chị các bác có thể nhìn thấy không ạ? Đây ạ. Cả hai sản phẩm các bác nhá, được phụ họa thêm những cái chi tiết thế này, nhưng mà nó là cái điểm độc đáo của cái sản phẩm này. Nó tạo thêm cái điểm nhấn cũng như là tạo thêm cái nét cổ cho cái sản phẩm đó. Và đây ạ, xuống phần cánh bên dưới. Phần cánh bên dưới thường thường các bác anh chị thường thường thấy là những cánh vuông, hoặc là những cái cánh giống như sản phẩm tứ trụ thì là cái cánh tròn hai đầu đúng không ạ? Nhưng cái sản phẩm này thì được cắt kính và được làm khung với một cái hình rất là hay. Nó gần giống như cái dạng của cái thân của cái lục bình như các bác nhỉ, các bác dùng đồ gỗ thường thường là thấy ở những cái lục bình ấy, nó cũng sẽ có cái đường dáng như thế này này. Đấy ạ. Các anh chị có thể thấy giống một cái lục bình đó, rất là đẹp. Và cảm giác nó rất là mượt mà, rất là cong, rất là uyển chuyển. Đấy. Anh chị và bác có thể nhìn thấy lại cả hai sản phẩm đều được sử dụng cái tấm kính phẳng, nhưng mà là được cắt theo cái khung của cái cánh bên dưới này các bác nhá.
Mặc dù bên ngoài là khung cánh vuông này, nhưng bên trong thì lại là cái khuôn kính này. Đấy, những cái đường cong nó rất là mềm mại. Và đặc biệt cái phần ngoài này được làm lồi ra này các bác này. Đấy ạ, phần khung kính này, khung cánh này được làm lồi ra ngoài. Đấy, rất là đẹp. Xuống phần dưới bệ thì các bác anh chị có thể nhìn thấy ạ, cả hai sản phẩm đều có những cái đường cong rất là đặc biệt ở cái tấm ván ở giữa này luôn. Ở giữa này là một cái tấm ván được để trơn và ốp bên ngoài là một phần khung cũng để trơn. Nhưng ở giữa là được chọn những cái tấm vân rất là đẹp. Anh chị và bác có thể nhìn thấy cái đường vân của chất liệu gỗ hương đá. Gỗ hương đá mà có thể lộ vân như thế này thì những người thợ chúng tôi đã rất là khéo léo và rất là tỉ mỉ trong cái khâu chọn vân các bác nhá. Đây ạ, toàn bộ từ trên xuống dưới cái sản phẩm này đều được làm theo một cái khung đường cong rất là đẹp, rất là đồng bộ với nhau. Đây ạ, những đường cong giống hệt nhau từ tất cả các bộ phận từ trên xuống dưới các bác nhá. Và cái sản phẩm này thì hiện tại được ốp theo dọc hai cái bên này. Và đây cũng là cái lý do mà được gọi là cái đồng hồ cây trúc các bác nhá. Bởi vì đây các bác có thể nhìn thấy những cái cột, hai cột ở hai bên này được làm theo hình dạng của đốt trúc. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đấy ạ, hình dạng của đốt trúc. Bởi vì thế nên là cái sản phẩm này được chúng tôi gọi là cái sản phẩm cây trúc. Và hai bên hồi của sản phẩm thì cũng được chúng tôi lựa chọn những cái tấm vân rất là đẹp và được để trơn các bác nhá. Để trơn để anh chị các bác có thể là nhìn thấy những cái đường vân đẹp của cái sản phẩm này. Và cả ở cả hai phần hồi các bác anh chị đều có thể thấy được những cái phần vân rất là đẹp, rất là tự nhiên của chất liệu gỗ hương đá. Và được chúng tôi để trơn hai bên các bác nhá, cả hai bên sản phẩm đều giống nhau. Và ở đằng sau này cũng được chúng tôi hoàn thiện vô cùng là kỹ càng và tỉ mỉ. Kể cả đằng trước hay đằng sau thì những cái sản phẩm của Tuấn Thành chúng tôi vẫn luôn đảm bảo những người thợ chúng tôi đã hoàn thiện rất là kỹ càng, rất là trơn tru và bóng, rất là đẹp. Và cái sản phẩm này, hai sản phẩm này hiện tại đều được chúng tôi sử dụng bộ máy điện tử Sunny Hàn Quốc các bác nhá. Cả hai sản phẩm luôn được sử dụng bộ máy điện tử Sunny Hàn Quốc và sử dụng hai pin, một đôi pin lớn đấy ạ. Và những cái video trước Thành đã cho anh chị và các bác xem những cái đôi pin đấy rồi và nó có dung lượng sử dụng 5 đến 6 tháng. Đấy. Và cái bộ máy điện tử này được chúng tôi bảo hành trong vòng 3 năm. Nếu trong vòng 3 năm có vấn đề xảy ra, chúng tôi sẽ do máy móc chúng tôi sẽ bảo hành miễn phí cho anh chị và các bác nhé. Và cái điểm khác biệt của hai sản phẩm này mà các bác có thể nhìn thấy luôn đó chính là cái bộ phụ kiện cũng như là bộ mặt của cái sản phẩm các bác nhé. Bên này là được sử dụng một bộ mặt inox này và những cái phụ kiện bằng inox các bác nhé. Đây ạ, bộ mặt inox, phụ kiện inox. Và bên này được sử dụng một bộ mặt đồng sâm đấy, màu vàng, và bên dưới cũng là phụ kiện đồng sâm màu vàng. Đây là cái điểm khác biệt mà các bác anh chị có thể nhìn thấy của cả hai sản phẩm này, đó chính là màu sắc cũng như là cái phụ kiện đi theo của cái sản phẩm này các bác nhá. Còn về tổng thể kích thước cũng như là chất liệu gỗ hay là về thiết kế thì nó giống hệt nhau đấy. Và kích thước giống nhau, chất liệu gỗ giống nhau, nhưng mà mức giá của nó liệu có giống nhau hay không thì thưa anh chị và các bác, thì hai sản phẩm này nó đang có hai cái mức giá khác nhau. Bởi vì là cái phụ kiện đi theo này nó sẽ có hai cái mức giá nó đi kèm theo cái sản phẩm này các bác nhá. Đối với cái sản phẩm cạnh thành nhất hay gần thành nhất đây, được sử dụng một bộ mặt inox này và phụ kiện inox và cùng một bộ máy điện tử, thì sản phẩm này hiện tại đang có mức giá là 11.500.000 đồng. Đấy, một mức giá rất là nhẹ nhàng đúng không ạ, và được sở hữu những cái sản phẩm như thế này. Và đặc biệt với cái sản phẩm này, anh chị và các bác sau này nếu mà mình muốn lắp máy cơ hay là hiện tại muốn lắp máy cơ luôn thì chúng tôi vẫn có thể lắp được cái máy cơ vào cái sản phẩm như thế này các bác nhá. Đấy, những cái sản phẩm thế này thì có hoàn toàn có thể lắp được máy cơ, nên anh chị có thể yên tâm rằng là ví dụ như bây giờ anh chị và các bác mua về chưa có nhu cầu lắp máy cơ thì các anh chị các bác cứ để sử dụng máy điện tử. Một vài thời gian sau anh chị và các bác liên hệ với Tuấn Thành và chúng tôi sẽ sẵn sàng lắp, anh nâng cấp cho anh chị và các bác lên một bộ máy cơ, một bộ máy cơ Đức xịn sò để có thể đảm thỏa mãn cái nhu cầu cũng như là cái thú chơi đam mê của anh chị và các bác. Đấy. Và cái sản phẩm bên cạnh này, hiện tại đang có mức giá là 12.500.000 đồng các bác nhé. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là đi kèm với một bộ mặt đồng sâm màu vàng. Đấy ạ. Cả bên trên, cả bên dưới là những cái phụ kiện của nó đi kèm với bộ mặt này, thì cái giá của nó sẽ là 12.500.000 đồng. Đấy ạ. Hai sản phẩm nó chênh nhau 1.000.000 đồng các bác nhé. Và cái sự chênh lệch nó rất là nhỏ như thế thôi, nên anh chị các bác khi mà mua thì cũng rất là dễ dàng để có thể cân nhắc được cái giá, cân nhắc để có thể sở hữu được cái sản phẩm này. Và vừa rồi Thành cũng anh chị và các bác đã tìm hiểu về hai cái sản phẩm mới hoàn toàn của Tuấn Thành trong năm 2023 này. Sản phẩm đồng hồ cây trúc với kích thước chiều cao là 2m25, chiều rộng bệ là 65 và chiều sâu là 35 các bác nhá. Và hiện tại đang được sử dụng một bộ máy điện tử này Sunny Hàn Quốc và đi kèm là những cái bộ phụ kiện các bác anh chị có thể nhìn thấy rồi. Và với cái mức giá vừa rồi Thành đã thông báo ở trên cái video này. Và sau video này anh chị và các bác nếu có nhu cầu muốn sở hữu những cái sản phẩm như thế này thì hãy liên hệ với Tuấn Thành, bởi vì cái mức giá của nó rất là dễ dàng thôi, rất là ưu đãi và cực kỳ là dễ dàng tiếp cận để anh chị và các bác có thể dễ dàng sở hữu vào cái sở hữu cho gia đình nhà mình. Và đặc biệt những cái mẫu đồng hồ cây cao như thế này, nhỏ gọn như thế này, thì anh chị và các bác có thể dễ dàng để trong cái không gian gia đình nhà mình mà không hề tốn diện tích các bác nhá, không tốn nhiều diện tích, nên anh chị và các bác rất dễ dàng để kê trong không gian phòng khách gia đình nhà mình. Và
Đấy là cái mức giá cũng như là cái chi tiết đặc điểm của hai cái sản phẩm đồng hồ cây trúc mà Tuấn Thành đã giới thiệu tới anh chị và các bác trong video này. Nếu anh chị và các bác có những thắc mắc gì hay là có những cái yêu cầu gì, hãy để lại ở dưới bình luận hoặc là liên hệ với Tuấn Thành chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình các bác nhé, để chúng tôi có thể tư vấn cũng như là hỗ trợ cho anh chị các bác một cách tốt nhất. Đến bây giờ xin cảm ơn anh chị các bác đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại anh chị các bác trong những video tiếp theo, trong những cái mẫu mã mới của Tuấn Thành và những cái sản phẩm chất lượng hơn, dịch vụ tốt hơn. Hẹn gặp lại anh chị các bác ở những video tiếp theo. Xin chào.